Xin chào tất cả các em, chúng ta lại tiếp tục bài học môn tiếng Anh lớp 6 nhỉ. Bài học ngày hôm nay đó là chúng ta tìm hiểu phần Communication của bài học số 2 với chủ đề My House. Ở bài học này, chúng ta đề cập tới hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là Everyday English, đó là tiếng Anh mỗi ngày. Và nội dung thứ hai đó là Living Place, địa điểm sống. Chúng ta sẽ đi vào từng nội dung một. Trước hết, chúng ta đi vào phần Everyday English với chủ đề giving suggestions, đưa ra lời đề nghị. 1. Elena and her mom are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. Yêu cầu của hoạt động số 1 như sau. Elena và mẹ bạn ấy đang thảo luận về cách trang trí căn phòng ngủ. Chúng ta sẽ nghe và đọc hội thoại. Chú ý phần gạch chân. Thì đây là đoạn hội thoại giữa Elena và mẹ. Chúng ta sẽ nghe. My bedroom isn't nice. How about putting a picture on the wall? Great idea, Mum. Let's go to the department store to buy one. Nội dung như sau. Bạn Elena nói, My bedroom isn't nice. Phòng ngủ của con không được đẹp lắm. Mẹ gợi ý này. How about putting a picture on the wall? Có khi con để cái bức tranh ở trên tường đi. Đó. Elena này. Great idea, mom. Ý kiến hay đó mẹ. Let's go to the department store to buy one. Chúng ta hãy đi ra cửa hàng để mua một cái nhé. Thì đây là nội dung của hội thoại giữa Elena và mẹ. Có hai câu được làm nổi bật đó là How about putting a picture on the wall? Có khi con để cái bức tranh ở trên tường. Đây là câu này mẹ muốn gợi ý cho người con để cho căn phòng nó đẹp hơn. Câu nổi bật thứ hai, let's go to the department store to buy one. Câu này là mẹ muốn cùng với bạn Elena đi ra cửa hàng để mua cái đi ra cửa hàng để mua một cái tranh đó để về treo. Như vậy hai câu này đều mang tính đề nghị nhưng nó ở hai cách khác nhau. Một câu dùng How about? Thì sau about chúng ta nhìn thấy động từ là người ta để dạng là verb in, là thêm động từ thêm in. Từ gốc của nó chỉ là put thôi, đúng không? Thêm in vào. Câu thứ hai dùng less. Và sau less thì động từ lại để nguyên không chia gì cả. Như vậy ở bài học ngày hôm nay, các em ghi nhớ hai cách để đưa ra lời đề nghị nhé. Và để đáp lại lời đề nghị đó thì bạn Elena nói này, great idea. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nghe lại một lần nữa để chúng ta đọc bài nhé. My bedroom isn't nice. How about putting a picture on the wall? Great idea, Mum. Let's go to the department store to buy one. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động số 2. 2. Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use the structures. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Hãy lập một hội thoại tương tự như cái hoạt động 1 ấy. Và hãy ghi nhớ cách sử dụng cái cấu trúc đó là đưa ra lời đề nghị. Thứ nhất, chúng ta dùng how about cộng với verb in là động từ thêm in. Hoặc chúng ta dùng less thì động từ chúng ta giữ nguyên nhé. Các em hãy sử dụng cái hai cách đưa ra lời đề nghị này để hoạt động theo cặp cùng với bạn. Các em dựa vào hội thoại của hoạt động 1 để tham khảo nhé. Hoặc các em có thể tham khảo bài hội thoại sau đây cô đưa ra gợi ý cho chúng ta. Ví dụ này, bạn Nam bạn ấy nói này, The classroom is dirty. Căn phòng này bẩn quá, hoặc là
Căn phòng này nóng quá. The classroom is hot. À, thì bạn Mai bạn đưa ra một cái lời đề nghị. How about cleaning it? Có khi là dọn dẹp nó đi. Cleaning, dọn dẹp nó đi. Hoặc là how about opening the window? Có khi mở cửa sổ nó ra. Thì đấy là một cái lời đề nghị của bạn Mai. Thế là bạn Nam bạn đi trả lời. That's a great idea. Ý kiến hay đó. Bạn Mai gợi ý tiếp. Let's do it right now. Vậy chúng ta làm ngay thôi. Thì đây là một cái gợi ý chúng ta có thể tham khảo để đưa ra một cái lời đề nghị ngay trong lớp của mình hoặc là ở trong phòng của mình. Đấy, chúng ta tham khảo cái nội dung của hoạt động 1 để đưa ra cái hội thoại cho mình cho nó hay và hợp lý nhé. Chúng ta sang tiếp phần nội dung thứ 2, Living Places, đó là địa điểm sống, thông qua hoạt động số 3. 3. Mies tells Nick about her grandparents' country house. Look at the pictures of her grandparents' house and complete the sentences. Nội dung hoạt động số 3 như sau. Bạn Mi kể cho bạn Nick nghe về ngôi nhà nông thôn của ông bà. Hãy nhìn vào bức tranh của ngôi nhà ông bà và hãy hoàn thành các câu dưới đây. Ở đây có 5 câu. Chúng ta sẽ tìm hiểu 5 câu và chúng ta sẽ dựa vào bức tranh. Đây là bức tranh hình ảnh ngôi nhà của ông bà của bạn Nick. One. My grandparents live in a house in Nam Định. Ông bà tớ sống ở một ngôi nhà ở Nam Định. Chúng ta thấy là trong nội dung hoạt đầu bài của hoạt động số 3, người ta đã đề cập đến country house. Country house là ngôi nhà nông thôn. Bởi vậy ở đây cái từ để chúng ta cần điền đó là từ country. Two. There are 4 rooms in the house and a big garden. Có 4 phòng ngủ trong nhà và một cái vườn to, vườn rộng. Thì ở đây đây là một câu mô tả trong căn phòng có 4 căn phòng. Bởi vậy nên ở đây chúng ta cần điền đó là động từ to be. Và to be ở đây là số nhiều bởi vì ở đây đang mô tả 4 căn phòng. Three. I like the living room. There's a big window in this room. Tôi thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn ở trong phòng. Thì một câu ở đây cũng là câu mô tả có một cái cửa sổ. Ở đây mô tả có một thôi nên là chúng ta sử dụng được to be đó là is. Four. There are 4 and a table in the middle of the room. Có 4 cái gì đó và một cái bàn giữa phòng. Thì chúng ta nhìn thấy giữa phòng là có 4 cái gì đây? 4 cái ghế, đúng nhỉ? Vậy từ gần điền đây đó là từ cái ghế chairs. Và nó phải là ở số nhiều nhé. 5. There are 2 family photos the wall. Có 2 ảnh gia đình ở trên tường. Ở đây là 2 bức tranh, đúng không? Ở trên tường. Vậy ở đây chúng ta phải điền một giới từ chỉ địa điểm ở trên, on. Thì đấy là nội dung của hoạt động số 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động số 4. 4. Student A looks at the pictures of Nick's house on this page. Student B looks at the pictures of Mi's house on page 25. Ask questions to find the differences between the two houses. Nội dung như sau. Học sinh A thì nhìn vào tranh của ngôi nhà của Nick trên trang này. Thì đây là ngôi nhà của Nick. Học sinh B sẽ nhìn vào ngôi nhà của bạn Mi trên trang 25. Thì ở đây là hình ảnh ngôi nhà của bạn Mi ở trang số 25 trong sách giáo khoa của chúng ta. Hãy hỏi những câu hỏi để tìm sự khác nhau của hai ngôi nhà. Thì ở đây chúng ta sẽ hỏi về cái chủ đề là ngôi nhà. Thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Mẫu, chúng ta nhìn vào mẫu. 8. Where does Mi live? Bạn Mi sống ở đâu? Thì ở đây chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của nhà bạn Mi. Đây là nơi đô thị. Trả lời. She lives in a townhouse. Khi trả lời, chúng ta chú ý chia động từ vì đang nói về bạn Mi, ngôi thứ ba số ít.
Tương tự như vậy, chúng ta sẽ hỏi tiếp những câu hỏi tiếp theo về hai ngôi nhà này của bạn Nick và bạn My nhé. Và chúng ta có thể hỏi tiếp như sau. Các em có thể dựa vào cái câu hỏi này để chúng ta hỏi về ngôi nhà của Nick. Như vậy bạn A sẽ hỏi tiếp. Đúng không? Where does Nick's house? Đấy, như vậy khi mà hỏi thế này rồi thì bạn B sẽ trả lời. Nhìn vào ngôi nhà của Nick để trả lời là Nick sống ở ngôi nhà ở đâu đấy? Nông thôn. Thì chúng ta sẽ trả lời là He lives in a country house. Country house. Đấy, thế thì tiếp theo chúng ta có thể hỏi tiếp luôn về ngôi nhà của bạn My luôn. Chúng ta sẽ hỏi tiếp luôn. Ví dụ như là ở đây, chúng ta có thể dựa vào cái hội thoại bài phần đây, phần Getting Started. Cái bài hội thoại mà bạn My bạn ấy hỏi này. Is there a TV behind you? Có cái TV ở đằng sau bạn phải không? Hoặc là câu hỏi đây, chúng ta có thể dựa vào câu hỏi của bạn Nick hỏi này. Are there many rooms in your new flat? Có nhiều phòng trong căn hộ của bạn không? Thì chúng ta sẽ hỏi xem là có nhiều phòng trong căn hộ của bạn Nick hay bạn My không? Thì căn cứ vào đấy chúng ta sẽ hỏi tiếp. Thì đây là một cái đoạn hội thoại gợi ý để chúng ta tham khảo nhé. A. Where does Nick live? He lives in a country. Ta chú ý chia động từ nhé. Are there many rooms in Nick's house? Yes, there are. There are living room, two bedrooms, a bathroom, and a kitchen. What about Miss House? There are living room, two bathrooms, two bedrooms, and a kitchen. Is there a TV in Miss House? No, there isn't. Bạn Nick sống ở đâu? Bạn ấy sống ở ngôi nhà nông thôn inner country. Có căn phòng, có nhiều phòng trong nhà của Nick không? Có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng tắm và một cái bếp. Thế còn nhà của My thì sao? Có một phòng khách, có hai phòng tắm, hai phòng ngủ và một cái bếp. Có tivi trong nhà của Nick, trong nhà của My không? Không có. Thì đấy là cái phần hội thoại để chúng ta tham khảo, chúng ta sẽ căn cứ vào đó và căn cứ vào cái hội thoại của phần Getting Started, chúng ta lập ra được một hội thoại hợp lý. Hoạt động cuối cùng. 5. Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it. Hãy vẽ một hình ảnh đơn giản về ngôi nhà của bạn. Hãy kể cho bạn nghe về nó. Thì đây là một phần bài tập để chúng ta tưởng tượng ra, vẽ ra được một ngôi nhà theo một cách đơn giản thôi. Nếu chúng ta vẽ cái chủ đề ngôi nhà thành phố thì chúng ta sẽ vẽ cái gì đấy nó thể hiện nó là thành phố. Hoặc là ngôi nhà nông thôn thì nó có thể có những cái cánh đồng hay là những cái đồng ruộng gì đấy, con sông gì đấy để nó thể hiện đó là ngôi nhà ở nông thôn. Và có những cái phòng chia nó đơn giản thôi. Và sẽ căn cứ vào đó để chúng ta hãy kể cho bạn mình nghe về cái ngôi nhà của mình. Giống như mà chúng ta vừa ấy thực hành ở bài học ngày hôm nay. Như vậy là sau bài học ngày hôm nay thì chúng ta có một số từ vựng sau đây cần ghi nhớ nhé. Thứ nhất đó là động từ decorate. Chúng ta đọc động từ này nhé, trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Decorate. Không? Decorate. Trọng động từ này có nghĩa là trang trí. Từ thứ hai, danh từ window. 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 Có nghĩa là cửa sổ. Table. 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 Cái bàn. In the middle.
Middle, trọng âm ở âm tiết đầu tiên, middle. Photo, photo, trọng âm ở đầu tiên, photo, đó là ảnh. Wall, wall, đó là bức tường. Ok. Chúng ta đọc lại từ vựng một lần nhé. Chúng ta nghe và đọc lại một lượt. Decorate. Decorate. Window. Window. Table. Table. Middle. 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 Người ta chỉ đánh vần chữ middle thôi. In the middle. Photo. Photo. Wall. 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 Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Thank you. Goodbye and see you again.